Ngày 16 tháng 12, lãnh đạo huyện Vân Hồ đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại hai xã Vân Hồ và Lóng Luông. Đến thời điểm 12 giờ ngày 16 tháng 12, trên địa bàn huyện Vân Hồ đã ghi nhận 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại các xã Lóng Luông, Vân Hồ, Tân Xuân và Trường Xuân. Qua truy vết đã xác định được 210 F1, 1808 F2 liên quan đến các ca dương tính đã công bố trước đó. Riêng tại xã Lóng Luông đã truy vết 127 F1, 889 F2, áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 42 trường hợp F1, cách ly tại khu cách ly tập trung của xã 11 trường hợp, số còn lại được cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, lãnh đạo huyện Vân Hồ đề nghị cán bộ lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức tự phòng tự tránh của mỗi người dân vì sức khỏe bản thân và cộng đồng, không để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn. Kiểm tra nghiêm ngặt, thống kê cụ thể các trường hợp trở về từ vùng dịch, vùng có nguy cơ cao, lấy lời khai khách ra vào địa bàn để thuận lợi cho việc theo dõi truy vết. Cũng tại cuộc kiểm tra, đoàn công tác đã tặng quà cho lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu điều trị bệnh nhân F0, khu cách ly tập trung của huyện và xã Lóng Luông.